Còn đưa ra mua thịt vịt đây dậy ăn đi. Cô em hôm nay trông được đấy nhờ. Thịt vịt ngon thế mà thiếu rượu thì uổng quá anh nhỉ. Em có thể mời anh mấy ly được không ạ? À, được được. Để anh ra anh lấy rượu nhá, chờ một tí. Chạy thôi. Mạnh, Linh nó sao rồi? Linh á? Linh bị sẩy thai rồi. Không những là mất con mà nó còn bị xe đâm. Bây giờ bị thần kinh, bị mất trí nhớ ở dưới quê cơ kìa. Linh, chính ta là người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Chính chị Liễu là người đã đứng sau tất cả những chuyện này. Tao biết ngay mà. Bây giờ tao với mày phải lên đồn công an ngay trước khi Bảy bắt lại mày. Đứng lại, con chưa, đứng lại. Chạy. Em là Trang, là nhân chứng, cũng chính là bị hại trong vụ án liên quan tới chị Liễu. Ngày 10 tháng 1, chính mắt em nhìn thấy chị ý bóc nhãn lọ thuốc bổ dán vào lọ thuốc độc cho Linh uống, hại bạn em sẩy thai. Trước đó em thấy chị ta cùng với đồng bọn còn giả vờ bày mưu, giả vờ bị gãy tay để cho Mạnh phải mang ơn chị ta, ở lại chăm sóc cho chị ta, không cho về quê chăm sóc Linh. Không những thế, chính chị Liễu nhiều lần đã bày mưu cho Mạnh ngủ với chị ta nhằm chia rẽ Linh và Mạnh. Chị Liễu và đồng bọn đã giam giữ em, đánh đập em suốt từ ngày 26 Tết cho tới ngày hôm nay chỉ vì em biết được sự thật. Và trong khoảng thời gian đó, chính chị Liễu cũng là người lái xe ô tô về quê đâm Linh, dẫn tới bị đa chấn thương, bị thần kinh và bị mất trí nhớ. Lát nữa tao mượn chìa khóa xe ô tô. Tối nay tao phải về tận nơi xử tận gốc nó. Sao mà chị bên nhà nó? Ờ hay, chúng nó thuê nhà tao, chả nhẽ tao lại không biết lai lịch quê quán chúng nó ở đâu. Thế bà chị tính xử nó kiểu gì? Tao cứ qua đỗ cái xe gần cổng nhà nó. Từ sáng đến đêm kiểu gì nó chả phải ra khỏi cổng, đúng không? Mà đã ra khỏi cổng, tao chỉ việc phi xe tới. Đi nói với nó đi. Được đấy. Còn nhiều lắm, còn rất nhiều câu chuyện liên quan đến con người độc ác đấy. Nhưng mà hiện tại em đang rất sốc và buồn, cho nên là em chưa thể nhớ ra hết được. Thôi được rồi, từng này cũng đã đủ để khởi tố rồi. Nếu có thêm bất kỳ thông tin gì, cô cứ khai thêm với chúng tôi. Mày giỏi đấy.